Đây là nhà bánh xèo. Đây gồm có cao thủ chiên bánh xèo 10 lò, 12 lò. Ba người chia mỗi người 11 chảo, phục vụ không kịp. Đây, phục vụ bên đây. Đây bánh xèo bưng qua đây ngồi ăn nè mọi người. Đây là chùa Phật Nằm. Đó, quan cảnh ở chùa đãi bánh xèo miễn phí.